Trước đây mọi người đã lắng nghe một bài hát rất là trữ tình, nói về mẹ rồi, lắng động hơn thì cái phần nhạc quản phối này của Hà My thì cá nhân anh rất là thích, còn một bản phối rất hay. Và giọng em thì là một chất giọng dày, hát rõ lời và hơi cũng rất tốt. Nhưng mà giá như mà vừa rồi em trình diễn bài hát này, em đi qua đi lại một chút nữa tương tác với khán giả thì anh nghĩ là sẽ còn mọi người sẽ vỗ tay nhiều hơn cho em rất nhiều.
xin chúc mừng em. Chúc mừng Hằng My, quý vị thân mến hãy dành cho Hằng My một tràng pháo tay nữa không ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn Hằng My.